Vâng, thưa quý vị, mở đầu chuyện nhà nông ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị chúng ta về với vùng đất Đồng Tháp, mảnh đất được mệnh danh là đất sen hồng của đồng bằng sông Cửu Long, nơi không chỉ nổi tiếng với loại quốc hoa mà còn đang nổi lên là một địa danh có sự bứt phá lớn trong việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Việt Nam hiện nay. Vì sao mà chúng ta lại nói như vậy ạ? Trong nông nghiệp, mục tiêu giảm chi phí sản xuất và nâng cao năng suất, chất lượng của nông sản luôn là đích đến trong bất kỳ một giai đoạn nào. Và ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu quý vị và các bạn một mô hình như thế tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đó chính là mô hình canh tác lúa có tên gọi là ruộng nhà mình ạ. Vâng, đúng là như vậy. Khi mà chúng ta nhắc đến mảnh đất Đồng Tháp hay là đồng bằng sông Cửu Long, đó chính là hình ảnh của những hạt lúa, hạt gạo, đúng không ạ? Mô hình ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đó chính là mô hình gạo an toàn, tối ưu giá, chính là mục tiêu và hiệu quả mà mô hình này đã đạt được. Tham gia vào mô hình liên kết người nông dân bán nông sản với giá cao, nhà sản xuất thì được hưởng lợi và người tiêu dùng cũng được sử dụng sản phẩm gạo an toàn với mức giá thấp hơn các sản phẩm cùng loại từ 10 đến 15%. Vậy thì điều gì đã làm nên một mô hình ưu việt như vậy? Hãy cùng chúng tôi gặp gỡ với những người nông dân trồng lúa ruộng nhà mình ngay sau đây quý vị nha. Mà lúa hiện tại giờ là hơn ở mấy ông ở ngoài đó, tại vì mình làm thưa phải không? Bông vậy mình thưa bông bự nè. Là hai cứ thuốc rồi đạt chuẩn rồi đó. Đạt chuẩn an toàn rồi phải không? Vậy là thấy là cũng an tâm rồi đó. Ruộng lúa Đài Thơm của ông Nguyễn Chánh Tài đã được 70 ngày tuổi. Với kỹ thuật gieo xạ thưa mà ông Tài mới áp dụng, lúa của nhà ông trổ nhiều nhánh, hạt mẩy, ít sâu bệnh hơn trước kia rất nhiều. Chi phí sản xuất của vụ mùa này, gia đình ông cũng giảm khoảng 50%, còn năng suất lúa lại tăng lên, đạt từ 7 tới 8 tấn lúa tươi một hecta. Theo so sánh mình bằng theo truyền thống á, là một hecta là một vụ là mình lời khoảng chừng 60 triệu. Còn nếu mình bằng mô hình này mình giảm các phí rồi cái lợi nhuận nó tăng lên là khoảng chừng 70%, coi như là 70 triệu. Ông Tài là một trong 7 hộ dân thực hiện mô hình canh tác ruộng nhà mình của hợp tác xã Thuận Tiến với tổng diện tích 24 hectare. Tham gia mô hình này, người dân được huấn luyện kỹ thuật canh tác với tiêu chí 3 giảm, 3 tăng và 1 phải, 5 giảm. Vừa giảm chi phí sản xuất lại tăng năng suất, chất lượng của hạt lúa. 1 phải 5 giảm là tất nhiên là mình, cái thứ nhất là mình phải xài giống, phải xác nhận. Giống là giống chuẩn. Đó, là một, hai nữa là khi mình dùng thuốc đó, là phải cho đúng thuốc. Đó, đúng thuốc, rồi xài phải đúng lúc. Chứ không phải là lúc nào mình cũng xài cho lúa. Đó. Còn giảm thì mình giảm được giống nè, giảm được phân nè, và giảm được thuốc nè, giảm được công lao động nè. Tăng là mình được tăng năng suất nè, tăng lợi nhuận, tăng năng suất. Toàn bộ diện tích lúa trong mô hình ruộng nhà mình được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, ứng dụng công nghệ cao. Mọi quy trình từ chọn giống, gieo cấy đến thu hoạch đều được kiểm soát chặt chẽ. Lúa thu hoạch nếu đạt tiêu chuẩn an toàn sẽ được công ty cam kết thu mua với giá cao hơn thị trường 300 đồng 1 kg. Nếu không đạt chuẩn, vẫn được bao tiêu với giá thị trường, giúp người nông dân an tâm sản xuất. Làm cái đó như kích thích người nông dân mình là làm cái tập thể. Thứ hai nữa cho cái sự đổi mới với nông dân mình, từ đó tới giờ thì mằng thấy có tập quán thì nó lợi nhuận nó không có cao bằng như bây giờ. Cái chính sách này là nó kích thích cho nông dân mình biết là làm sao mà cho cái lúa mình nó được chất lượng an toàn, để mà cái hạt gạo mình nó có giá trị. Mình biết tôn trọng hạt gạo rồi đó, sau này dù cho không có hỗ trợ, nông dân cũng mằng theo y phương pháp này. Sản phẩm gạo đạt tiêu chuẩn sẽ được công ty lương thực Đồng Tháp đóng gói với thương hiệu gạo ruộng nhà mình và tiêu thụ tại thị trường nội địa. Mô hình sản xuất gạo ruộng nhà mình không chỉ giúp người dân cải thiện kinh tế, mà hơn cả, nó đang thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp của người nông dân, giúp họ hiểu và đề cao chất lượng hạt gạo do chính mình làm ra. Cũng xin được chia sẻ thêm với quý vị là trước 10 ngày thu hoạch lúa trên ruộng nhà mình thì sẽ được kiểm tra những cái vùng nguyên liệu và xác định sản lượng dự kiến. Vùng nguyên liệu được lấy mẫu ngẫu nhiên để chúng ta phân tích chất lượng. Toàn bộ các sản phẩm thu hoạch được sẽ bảo quản, chế biến, đóng gói tại nhà máy chế biến gạo đó ạ.
Vâng, và anh Việt Cường biết không, điều tôi thấy đặc biệt hơn cả ở mô hình này là ngoài việc người nông dân được bán giá lúa cao hơn 300 đồng 1 kg nếu sản xuất ra lúa đạt chuẩn, thì cả doanh nghiệp và người tiêu dùng trong chuỗi sản xuất này cũng được hưởng lợi. Cụ thể là các tổ chức tham gia chuỗi liên kết sẽ được chia sẻ lợi nhuận sau bán hàng lên tới 500 đồng 1 kg đối với lúa sạch và 150 đồng 1 kg đối với lúa an toàn. Còn những người tiêu dùng thì sao? Những người tiêu dùng trong nước sẽ được mua sản phẩm gạo an toàn chất lượng với giá thành thấp hơn từ 10 đến 15% so với giá bán cùng sản phẩm trên thị trường. Vâng ạ, và có được cái điều mà chị chia sẻ, tôi thấy là có rất là nhiều yếu tố, tuy nhiên quan trọng nhất thì chúng ta thấy là cái mô hình ruộng nhà mình đã có một cái sự cải tiến rất lớn về mặt kỹ thuật nè, giúp cho chúng ta là giảm được chi phí đầu vào và tăng năng suất thu hoạch. Và ngoài ra thì còn có những lợi ích nào nữa? Thì ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn hãy cùng gặp gỡ với ông Nguyễn Thanh Hùng, là giám đốc hợp tác xã Thuận Tiến, xã Gáo Dòng, huyện Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay, và câu hỏi đầu tiên tôi muốn dành cho ông là tại sao không phải là mô hình sản xuất lúa sạch Thuận Tiến mà lại là ruộng nhà mình? Cái tên này ra đời như thế nào? Và theo ông thì nó có ý nghĩa ra sao đối với người sản xuất cũng như là người tiêu dùng ạ? Cái mô hình ruộng nhà mình thì cái tên gọi rất là thân thiện với bà con nông dân. Đây là cũng một tên gọi là khẳng định một điều là đây là ruộng của bà con nông dân ở Gáo Dòng sản xuất trên cái hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thuận Tiến. Và khẳng định một điều nữa là bà con nông dân ở đây là cam kết sẽ làm theo cái mô hình an toàn và hướng tới cái mô hình là sạch, để người tiêu dùng là có cái an tâm hơn trong cái việc mà tiêu thụ gạo lúa của bà con nông dân ở khu vực ở Gáo Dòng. Cái cơ duyên nào để mà hợp tác xã của mình là quyết định theo cái con đường sản xuất sạch này ạ? Thì cái thực hiện cái chủ trương mà xây dựng cánh đồng lý tưởng thì thứ nhất là cái vị trí địa lý đối với cái hợp tác xã Thuận Tiến thì về bốn phía là tiếp cận những cái vị trí địa lý rất là phù hợp để mà xây dựng cánh đồng lý tưởng. Về cái giao thông thủy lợi đường bộ thì nhìn chung là bốn xe bốn bánh là đi lưu thông hoàn toàn trên cái hợp tác xã. Cái thứ hai về giao thông đường thủy thì cũng được thuận tiện cho việc vận chuyển lúa gạo của bà con nông dân trong cái việc mà sau khi sản xuất để mà tiêu thụ cho bà con nông dân. Thì trước đây thì đối với bà con nông dân thì canh tác rất là manh mún, mỗi người một kiểu trên một cánh đồng. Tuy nhiên thì qua cái thực hiện chủ trương thì bà con là rất đồng tình, là tập trung toàn bộ những cái đất manh mún lại để mà cùng nhau là thực hiện cánh đồng là lý tưởng. Thì đầu tiên thì bà con rất là thống nhất về cái trang trải toàn bộ những cái bờ đê nhỏ manh mún để mà tham gia cái cánh đồng lý tưởng. Hiện tại thì những cái sản phẩm của hợp tác xã Thuận Tiến của mình thì đang được bao tiêu ra sao và cái lợi nhuận mang lại cho bà con là như thế nào? Thì cái mô hình ruộng nhà mình, cái tên gọi đó là rất là gần gũi với tất cả mọi người tiêu dùng. Mà hiện nay thì cái thương hiệu ruộng nhà mình được công bố rộng rãi trên cả nước. Thì được người tiêu dùng là biết đến rồi rất là yên tâm về cái tiêu thụ gạo cũng như là sử dụng gạo của bà con nông dân tại Gáo Dòng. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay ạ. Cũng sẽ được chia sẻ, thêm là ra đời từ năm 2018 đến nay, ruộng nhà mình đã được triển khai tại hợp tác xã Tiến Cường ở huyện Tam Nông và hợp tác xã Thuận Tiến ở huyện Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp, với tổng diện tích lên đến là 100 hectare thưa quý vị, và sản lượng thu hoạch về là gần 600 tấn. Không chỉ có những cái tiến độc đáo trong kỹ thuật gieo trồng và thu hoạch đâu ạ, có một điểm đặc biệt hơn nữa tại mô hình của hợp tác xã Thuận Tiến mà chúng tôi bây giờ mới có thể bật mí đến quý vị và các bạn bằng một hình ảnh ngay sau đây ạ. Quý vị có thể nhìn lên màn hình, đây là hình ảnh của một người nông dân ở hợp tác xã Thuận Tiến. Bây giờ thì họ không phải là chân lắm tay bùn rồi đúng không ạ? Không phải là suốt ngày bán mặt cho đất rồi bán lưng cho trời nữa, thậm chí là những lúc mà không có ở trên đồng ruộng thì thay vào đó ở bất cứ nơi đâu họ cũng có thể là thông qua những cái thiết bị điện thoại di động thông minh họ có thể là kiểm tra những cái cánh đồng của mình có tươi tốt hay không. Quả thật là công nghệ bây giờ cũng đã áp dụng xuống đồng ruộng rồi đúng không chị Linh? Trong thời đại công nghệ 4.0 thì những việc này có thể là những việc rất đơn giản rồi và không còn là việc không tưởng như trước đây nữa. Bên cạnh việc quản lý từ xa như vậy thì các thiết bị như là máy bay phun thuốc trên ruộng này, máy cảm ứng nước, camera giám sát đồng ruộng cũng được áp dụng trên 24 hectare ruộng của nhà mình ở hợp tác xã Thuận Tiến. Và cụ thể như thế nào, hãy cùng chúng tôi gặp gỡ những nông dân 4.0 ngay sau đây. Những chiếc máy cảm biến mực nước được đặt rải rác trên cánh đồng 24 hectare của mô hình ruộng nhà mình. Khi mực nước xuống thấp,
máy sẽ truyền tín hiệu vào điện thoại của ông Nguyễn Chánh Tài. Và dù ở bất cứ đâu, chỉ cần ấn nút, ông Tài đã khởi động hệ thống nước bơm ngoài ruộng một cách chính xác. Trong thiết bị này thì nó theo dõi, quan sát mực nước ngoài ruộng, rồi điều khiển máy bơm. Đi đám, đi tiệc ở đâu có wifi cái mình khởi động cũng được. Coi như là nó giảm được cái công lao động của mình, với mình không có tiếp xúc với cái nguồn điện, nó ít nguy hiểm hơn, bởi vì mình điều khiển từ xa. Không chỉ bơm nước mà hầu như toàn bộ các quy trình trong canh tác của ruộng nhà mình đều được ông Tài và 7 hộ dân còn lại quản lý qua thiết bị thông minh. Hệ thống camera giám sát giúp nông dân theo dõi ruộng, và phía công ty thu mua cũng có thể giám sát quá trình sản xuất của người nông dân một cách chính xác. Theo cái thiết bị nhỏ gì bây giờ mình xài công nghệ cao thì nó mình quản lý đồng ruộng nó rất là dễ hơn. Hai nữa là nó có camera quan sát, nó kết hợp mình để mình liên kết với công ty, nó sẽ giám sát quá trình mà sản xuất của mình coi có đúng với tiêu chuẩn của công ty đưa ra không, để mà cách ly an toàn cho hạt lúa trước khi ngày thu hoạch. Tức là phía công ty họ cũng có cái có luôn, nó quan sát luôn, công ty quan sát. Cái này của công ty nó đặt, nó quan sát, nó theo dõi mình làm đó. Thực hiện mô hình ruộng nhà mình từ năm 2018, Hợp tác xã Thuận Tiến còn ứng dụng công nghệ cao để giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả. Những chiếc máy bay phun thuốc đã được thử nghiệm tại đây giúp tăng 50% hiệu quả phun thuốc, tiết kiệm được 30% thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ những ứng dụng này mà mô hình tại Hợp tác xã Thuận Tiến còn được mệnh danh là cánh đồng lý tưởng của tỉnh Đồng Tháp. Cánh đồng lý tưởng là lý tưởng sao? Tất nhiên là mình toàn bộ mình phải xài về công nghệ cao hết. Những người nông dân thế kỷ 21 đã không còn gắn mình với hình ảnh lam lũ. Thay vào đó là những người canh tác hiện đại. Ruộng nhà mình không chỉ khích lệ tinh thần sản xuất sạch mà đã khơi gợi trong người nông dân tư duy xây dựng thương hiệu của chính mình. Nông dân hồi đó giờ nó chưa có cái thương hiệu gì của lúa mình trơn á. Bữa nay là đặt cái nhãn hiệu ruộng nhà mình, nông dân người ta cũng phấn khích, bởi vì mình cũng có cái nhãn hiệu gạo lúa của mình. Vâng, chị Linh biết không, trước đây thì khi mà chúng ta nói đến người nông dân Việt Nam thì mọi người thường nói là đây là những người nông dân với gương mặt hơi khắc khổ, đúng không ạ? Bởi vì công việc của họ luôn luôn gắn với ruộng đồng. Nhưng mà khi mà nhìn hình ảnh này thì tôi cảm thấy là cái điều này không còn đúng nữa. Một nụ cười rất tươi bên hạt lúa phải gọi là rất là sáng ngời. Dạ. Chúng ta thấy được cái sự tin tưởng của những người nông dân khi mà họ thực sự thấy được cái triển vọng của mô hình ruộng nhà mình, đúng không thưa quý vị? Và hơn cả là họ ước mơ về một cái thương hiệu của riêng địa phương mình nữa, của riêng nhà mình. Câu nói của người nông dân trong phóng sự vừa rồi đã cho thấy sự thay đổi lớn trong tư duy sản xuất của chính người nông dân tỉnh Đồng Tháp. Đây cũng chính là cơ sở để Hợp tác xã Thuận Tiến nuôi tham vọng xây dựng mô hình nông nghiệp hiện đại, nhất là định hướng xây dựng thương hiệu gạo riêng trong thời gian tới. Vâng, và khi nhắc tới người nông dân thì tôi còn nhắc tới một cái đặc điểm nữa. Đấy chính là cái việc sản xuất của họ gắn liền với rất nhiều đến việc khí hậu như thế nào, đúng không ạ? Và với một cái vụ mùa muốn thành công hay không thì phải có một khí hậu thực sự là ôn hòa. Tuy nhiên thì có một đặc điểm mà chúng ta chưa nhắc tới ở trong mô hình của ruộng nhà mình. Đó là việc nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại mà mô hình này đã giúp người nông dân ứng phó với biến đổi khí hậu cực kỳ hiệu quả. Và việc thay đổi giống lúa này, thay đổi phương thức canh tác này, đặc biệt là sự hỗ trợ của các thiết bị hiện đại, các cánh đồng lý tưởng đang tỏ rõ ưu thế trong việc nâng cao năng suất cây lúa và giảm tác động của thiên nhiên lên sản xuất nông nghiệp. Cụ thể như thế nào thì Nông thôn Chuyển động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Phước Thiện, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Đồng Tháp. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên tôi muốn dành cho ông là để đưa ra mỗi một chính sách hay là nghị quyết thì đều phải dựa vào cái đặc điểm của địa phương mình, cái tập quán của bà con nơi địa phương mình. Thế Đồng Tháp đã có những cái phương án như thế nào để mà định hướng cho bà con phát triển nông nghiệp để thích ứng với biến đổi khí hậu? Thì trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng nói cái từ biến đổi khí hậu cũng rất là nhiều. Nhưng mà thật sự là cái từ này là nó cũng rất là mênh mang, nó cũng rất là lớn. Nhưng mà trong thời gian qua thì chúng ta có thể thấy thứ nhất là thiên tai, sạt lở, và thứ ba là hạn mặn cũng đã sao bắt đầu nó có xuất hiện, nó có khả năng đe dọa đến cái nền nông nghiệp. Thì có thể tỉnh Đồng Tháp chưa ngập mặn nhưng mà tỉnh Đồng Tháp cũng thấy được là cái có thể nói là nguy cơ. Thì trong thời gian vừa qua thì để thích ứng với những cái thay đổi biến đổi khí hậu này thì trước hết tỉnh cũng đã chọn một số cái vùng trọng điểm, mà cái này không để tự bà con với một địa phương làm thì cũng rất là khó.
thì tỉnh chọn một số vùng trọng điểm để đầu tư những cái công nghệ để mà gọi là thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là cái mô hình thôi, thì nếu chúng ta đạt hiệu quả, chúng ta ra được cái bài toán rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục nhân rộng. Thì hiện nay chúng tôi cũng làm những mô hình là tưới tiết kiệm và cái cơ giới hóa toàn diện. Thì đặc biệt Đồng Tháp năm nay cũng đang sử dụng cái mô hình là cơ giới hóa toàn diện. Chúng tôi làm từ đầu đến cuối, dùng máy cấy công nghệ hết, kể cả máy bay không người lái rồi giám sát côn trùng bằng cái hệ thống thông minh, và kể có sau đó là gặt và đặt liêm hợp thì chúng tôi làm hết. Ra một cái quy trình tổng thể này thì sau này nó có ảnh hưởng biến đổi khí hậu như thế nào thì chúng tôi cũng có được cái bài toán để chúng tôi giải mô hình. Khi mà ban đầu chúng ta đang thí nghiệm những cái mô hình như thế này và đưa những cái thiết bị này cũng như là những cái công nghệ thông minh vào để cho bà con sản xuất lúa thích ứng với biến đổi khí hậu, thì bà con có gặp những cái khó khăn gì trong ban đầu không? Tại thật sự là lúc đầu chúng ta đưa này vô rất là mới, kể cả có thể ngành chuyên môn mình cũng thấy rất là mới. Nhưng mà sau đó thì quan trọng là chúng ta chọn được cái vùng mà các bà con người ta có cái sự sẵn lòng để thay đổi, thì sẵn lòng thay đổi thì chúng ta có làm những mô hình đó thì nó mới hiệu quả. Thì nó lúc trước chọn rất là khó mà để thuyết phục người dân mà chuyển đổi mà sản xuất theo những cái mô hình gọi là gọi không phải là còn truyền thống nữa. Ví dụ như ngoài cái chuyện ứng dụng cơ giới hóa vô và kể cả nông nghiệp thông minh và tưới thông minh luôn, nhưng mà kể cả phân bón thông minh luôn cũng là một cái quá trình, nhưng mà trong đó là người dân người ta tiếp thu rất là nhanh mà người ta hiện nay rất là sẵn lòng. Thì tôi nói đây là quyết định là cái có những vùng là người dân đang có cái ý định thay đổi sau những cái quyết tâm và nỗ lực của cả cái hệ thống chính trị và cả người dân trong cái việc mà phải tái cơ cấu. Tôi nghĩ cái quyết định cái quan trọng là chúng ta phải nhanh chóng làm những mô hình, mà những mô hình đó thì chúng ta chịu khó đi thuyết phục thì và chọn những cái địa phương mà biết được những người dân người ta đang sẵn lòng thực hiện đó, thì chúng ta mạnh dạn và nhanh chóng chúng ta triển khai những mô hình đó thì nó mới hiệu quả. Rõ ràng là Đồng Tháp thì có rất nhiều những cái cánh đồng mẫu lớn, và cái vấn đề mà khi mà chúng ta đưa những cái thiết bị thông minh này vào trong sản xuất cho bà con thì không chỉ là thích ứng với biến đổi khí hậu đâu mà nó còn đang giảm được sức lao động cho bà con, đúng không ạ? Đúng. Ngoài cái chuyện mà chúng ta để thích ứng khí hậu thì nó giúp nhất là giảm giá thành. Cái thứ hai nữa là thông qua đó thì bà con hạn chế được cái thời gian mà đi ra đồng, thì họ sẽ có thể dành những cái thời gian đó họ làm những cái việc khác thì họ sẽ tăng cái thu nhập. Và đặc biệt là có những người thì người ta thấy rất đơn giản, nhưng mà thông qua những cái mô hình này thì quan trọng là chúng ta giảm đi cái lượng khí thải trong cái nhà kính, thì chúng ta giúp bảo vệ môi trường của những cái khu vực đó, thì dần dần tiến tới thì những cái địa phương khác sẽ thực hiện như thế. Vâng, nếu nó hiệu quả như thế thì có lẽ là chúng ta không chỉ dừng lại là mô hình đâu, mà chắc là sớm phải triển khai cho nhiều địa phương ở tại Đồng Tháp chứ ạ? Thì trong năm 2020 này chúng tôi cũng sẽ triển khai mở rộng cánh đồng ở Tháp 10, và trong cái nhiệm vụ của 21-25 thì chúng tôi sẽ đánh giá lại trong năm nay, chúng tôi đánh giá lại đề án tái cấu, thì sau đó thì chúng ta đưa ra hoạch định là sẽ mở rộng ra cái quy mô lớn đối với trong giai đoạn 21-25 đối với những cái mô hình và những cái chương trình ứng dụng cơ giới hóa và cái nông nghiệp thông minh ra. Xin cảm ơn ông vì những chia sẻ vừa rồi. Vâng, như là chúng tôi vừa chia sẻ rõ ràng, yếu tố khí hậu cũng quyết định rất lớn đến sự thành công của mùa vụ. Các nhà khoa học cho biết, tại hiện nay thì khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Nếu như mực nước ở đây dâng cao theo đúng như dự báo vào năm 2030, thì chúng ta sẽ có khoảng 45% diện tích lúa đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị nhiễm mặn và năng suất lúa cũng sẽ giảm đi 9%. Trong khi đó thì sản lượng vườn cây ăn trái, thủy sản, nước ngọt của cả vùng sẽ bị tổn thất rất lớn. Đời sống của bà con nông dân ảnh hưởng vô cùng nặng nề. Vâng, công nghệ được coi là một trong những giải pháp để tái cơ cấu nền nông nghiệp của đồng bằng, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững ngành nông nghiệp trong điều kiện thích ứng với biến đổi khí hậu hiện nay. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ không nhìn thấy những cái hình ảnh là phải vất vả để đưa nước về ruộng nữa. Chỉ trên 24 hectare với 7 hộ dân tham gia, nhưng mà Hợp tác xã Thuận Tiến đã biến ruộng nhà mình thành một mô hình trồng lúa ưu việt. Trong đó có áp dụng quy trình tưới tiêu xen kẽ quản lý nước bằng hệ thống cảm biến qua điện thoại thông minh, và quản lý dịch hại theo trên đồng ruộng theo quy trình canh tác là 3 giảm 3 tăng, 1 phòng 5 giảm, giảm từ 45 đến 50% chi phí sản xuất, trong khi năng suất tăng và giá trị hạt gạo cũng tăng theo. Đó là minh chứng rõ rệt nhất cho việc ứng dụng kỹ thuật mới kết hợp với công nghệ hiện đại vào nông nghiệp. Vâng, và với những cái sự chuẩn bị rất là kỹ càng thì chúng ta hãy cùng chờ đón thương hiệu gạo ruộng nhà mình của những người nông dân tỉnh Đồng Tháp. Họ sẽ sớm vươn lên một tầm cao mới.